Anh là theo dõi bên em lâu chưa nhỉ? Anh theo dõi lâu rồi. Vâng. Theo dõi bên mình rất lâu rồi mà dạ, vâng. ưng bộ này. Thì anh nghe thì anh nghe với anh hát thử trải nghiệm của cửa hàng thì anh cảm nhận như nào? Quá hay. Vâng. Vang vọng rất hay mà dạ, vâng. Nghe loa rất sướng. Quá tuyệt vời. Quá hay. Cảm ơn anh chị. Quá tuyệt vời. Vâng, em lại chào tất cả các bác và anh em. Hiện tại thì kỹ thuật sinh ra chúng em lại trên đường tiếp lửa đam mê, mang món ăn tinh thần đến tận nhà cho các bác. Và trong hành trình buổi chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022, kỹ thuật chúng em đi đến Kim Trung Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội để bàn giao cấu hình karaoke gia đình cho anh Tích. Anh Tích sau khi đã theo dõi kênh và cũng như là trải nghiệm thực tế tại Giga âm thanh số thì anh đã chọn cho mình một bộ dàn karaoke gia đình gồm có cặp loa Wewood G4000, bass 30, mic không dây VK321, đẩy liền vang X22 Pro DSC và con Submonter bass 30. Thì sau khi bàn giao xong cấu hình karaoke cho gia đình anh Tích thì chúng em sẽ lên những cái video chi tiết nhất về bộ sản phẩm. Mời các bác và anh em cùng đón xem những cái video tiếp theo của kỹ thuật Giga chúng em. Em xin cảm ơn. Vâng, em lại chào các bác và anh em. Và hiện tại sau một hành trình thì kỹ thuật Giga của chúng em đã có mặt ở nhà anh Tích, Kim Trung Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội. Và mời các bác và anh em cùng khám phá ngôi nhà của anh Tích đấy. Em chào anh. Vâng, mời các bác cùng khám phá ngôi nhà của anh Tích. Ngôi nhà của anh là 40m anh nhỉ? 40m. Vâng, 40m. Thì anh Tích hôm nay đã qua cửa hàng và cũng đã xem qua và anh đã ủng hộ cho bên em một cặp loa Wewood G4000. Sở hữu rất nhiều đường tiếng. Bass 30. Trung, chép, chép kẹt. Quá hiệp. Và con đẩy liền vang X22 Pro DSC. Mic VK321. Mic không dây VK321. Gia đình quá quý của anh. Không còn tường. Anh là theo dõi bên em lâu chưa nhỉ? Anh theo dõi lâu rồi. Vâng. Theo dõi bên mình rất lâu rồi mà dạ, vâng. Cái bộ này. Ưng bộ này. Thì anh nghe thì anh nghe với anh hát thử trải nghiệm của cửa hàng thì anh cảm nhận như nào? Quá hay. Vâng. Vang vọng rất hay mà dạ, vâng. Nghe loa rất sướng. Vâng. Chúc cửa hàng công ty mãi mãi phát đạt. Vâng vâng, thay mặt công ty thì em cảm ơn anh. Sau đây mời các bác và anh em thì cùng thưởng thức một cái bản nhạc cũng như một bản karaoke để thể hiện cái chất karaoke, chất âm của bộ sản phẩm G4000 X22 và mic VK321. Này quá quý luôn. Vâng. Cảm ơn anh. Chị đã đi chợ rồi á? Chị ôi em về còn nhiều đơn lắm. Vâng. Chị hát bài gì để em chọn anh chị xong ca bài? Chị đã thấy ưng chưa? Chị thấy ưng chưa? Số tiền bỏ ra như thế thì chị hài lòng chưa? Quá hài lòng. Dạ vâng, em cảm ơn. Vậy cái không gian nhà anh này, cây bộ này nó quá hợp lý. Đi
loa lướt là vừa. Dạ vâng. Sau đây mời các bác và anh em thưởng thức một bản karaoke. X22 Pro Pro Mic 321 súp măng tơ nữa. Vâng, anh Tích đã ủng hộ bên GK chúng em chọn bộ WeWood súp măng tơ này, loa G4000 Mic 321 và đẩy X22 Pro. Mời các bác cùng nghe anh chị song ca một bản karaoke. Bye.
quá hợp lý rồi. Tiếng cái này ấy, thì cái chất âm của nó ra nó tí tách leng keng này nó rất hợp lý.